Đây, bây giờ mình đem cái phao ra ngoài này rồi, và bây giờ là bạn Yến sẽ giữ cái vòi. Đây, bạn Yến đang lấy vòi nước. Nước ấm không? Ơi, nước mát. Chứ hớ bơi quả này mới đẹp nè. Tần 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 lấy này, thích rồi. Ok này, đó quen rồi đó. Bơi giỏi quá ta, hấu giỏi quá ta.